Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Căn cứ Hải quân Riem và mối đe dọa cho Việt Nam. Vào ngày 8 tháng 6 năm 2022, ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia Thích Bành cùng Đại sứ Trung Quốc tại Phnom Penh Vương Văn Thiên đã làm lễ khởi công dự án cải tạo căn cứ Hải quân Riem thuộc tỉnh Sihanoukville nhìn ra vịnh Thái Lan, rất sát với biên giới của Việt Nam. Sự kiện này diễn ra trong bối cảnh báo chí Mỹ đã tiết lộ Campuchia sẽ cho Hải quân Trung Quốc sử dụng căn cứ này, điều mà cả Bắc Kinh lẫn Phnom Penh đều cực lực phủ nhận. Tác giả Sơn Hồng Đức có bài bình luận trên đài FA với tựa đề Căn cứ Hải quân Riem và mối đe dọa cho Việt Nam được chia sẻ. Đây là hình ảnh căn cứ Hải quân Riem của Campuchia. Phát biểu trước hàng trăm quan khách tại buổi lễ, trong đó có cả các nhà ngoại giao nước ngoài, sau khi nhắc lại rằng đã có những cáo buộc theo đó căn cứ Riem sau khi được hiện đại hóa sẽ do quân đội Trung Quốc độc quyền sử dụng. Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Thích Bành khẳng định, không, hoàn toàn không phải như vậy. Đối với ông Thích Bành, căn cứ Riem rất nhỏ nên sẽ không gây ra mối đe dọa hay bất kỳ của ai ở bất cứ đâu. Cùng một lập luận với Bộ trưởng Campuchia, Đại sứ Trung Quốc tại Phnom Penh Vương Văn Thiên thì cho rằng dự án cải tạo căn cứ Riem không nhằm vào bất kỳ bên thứ ba nào. Đồng thời, ông Vương Văn Thiên cũng ca ngợi mối quan hệ sắt son với Campuchia là một trụ cột vững chắc của quan hệ đối tác bền chặt như sắt đá, hợp tác quân sự Trung Quốc-Campuchia là vì lợi ích cơ bản của hai quốc gia và hai dân tộc chúng ta. Sở dĩ đại diện hai chính quyền Phnom Penh và Bắc Kinh đã phải ra sức cải chính, đó là vì vào ngày 6 tháng 6, Nhật báo Mỹ The Washington Post trích dẫn một số quan chức phương Tây và Trung Quốc giấu tên đã tiết lộ rằng chính quyền Campuchia dự trù cho quân đội Trung Quốc sử dụng một phần của căn cứ Hải quân Riem sau khi được nâng cấp và hiện đại hóa xong. Căn cứ này cách không xa biên giới Việt Nam. Một quan chức phương Tây đã cho tờ báo Mỹ biết rằng các kế hoạch mở rộng căn cứ được đưa ra từ hồi những năm 2020 đã cho quân đội Trung Quốc độc quyền sử dụng phần phía bắc của căn cứ quân sự và sự hiện diện của lực lượng này sẽ được che giấu. Đây là hình ảnh Thủ tướng Campuchia Hun Sen đón tiếp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Cũng theo tờ báo Washington Post, một quan chức Trung Quốc đã xác nhận việc quân đội Trung Quốc sẽ dùng một phần căn cứ Riem, nhưng phủ nhận việc Bắc Kinh được độc quyền sử dụng. Quan chức này cho biết Trung Quốc sẽ không tham gia vào bất kỳ hoạt động nào trên phần Campuchia của căn cứ. Theo giới phân tích, lời xác nhận của quan chức Trung Quốc đã mặc nhiên bác bỏ tất cả những lời phủ nhận mà cả Phnom Penh và Bắc Kinh liên tục đưa ra trước đây. Ý đồ của Trung Quốc đã thể hiện rất rõ, đó là lợi dụng việc Campuchia rơi hẳn vào quỹ đạo của mình để thiết lập một căn cứ hải quân nhìn ra vịnh Thái Lan, giúp Bắc Kinh tăng cường năng lực khống chế khu vực phía nam của Biển Đông. Các nhà bình luận cho rằng đây chính là sự đe dọa an ninh của khu vực, mà đặc biệt là nhằm vào Việt Nam. Chuyên gia Sâm, giám đốc chương trình An ninh quốc tế của Viện Nghiên cứu tại Úc cho rằng lời xác nhận rõ ràng của một quan chức Trung Quốc là bằng chứng cho thấy Bắc Kinh quả thực đang xúc tiến việc lập căn cứ hải quân tại Campuchia. Theo chuyên gia này, căn cứ đặt tại Riem sẽ cho phép Trung Quốc triển khai chiến hạm và tàu tuần duyên xung quanh khu vực một cách dễ dàng hơn, vì hiện ngay tại chỗ thay vì cần phải đi một quãng đường rất xa như trước đây. Đây là hình ảnh vị trí căn cứ hải quân Riem của Campuchia trên bản đồ. Đối với chuyên gia của Úc, diễn biến liên quan đến căn cứ Riem là một dạng mô hình thu nhỏ của một xu hướng rộng lớn hơn trong khu vực, với sức mạnh chiến lược và quân sự đang chuyển từ Mỹ sang Trung Quốc. Trung Quốc sẽ trở thành cường quốc quân sự hàng đầu ở châu Á, thậm chí nó sẽ muốn trở thành cường quốc thống trị ở châu Á. Theo ông Loken, Bắc Kinh sẽ không thể làm gì được điều đó nếu không đẩy Mỹ ra ngoài và các căn cứ hải quân, hải ngoại xung quanh khu vực. Trung Quốc đã có được sức mạnh lớn trên biển so với thế giới, đó là 355 tàu chiến, và dự kiến con số này sẽ nâng lên tới 460 tàu vào năm 2030, khi
ngày một hiện đại hóa quân đội và chi tiêu cho quốc phòng tăng cao. Thủ tướng Hun Sen của Campuchia từng phát biểu câu nổi tiếng tại một diễn đàn khu vực vào năm 2021 là: "Nếu tôi không dựa vào Trung Quốc thì tôi biết dựa vào ai? Nếu tôi không yêu cầu Trung Quốc thì tôi yêu cầu ai bây giờ?" Mối đe dọa đối với Việt Nam, căn cứ quân sự này của Trung Quốc đặt tại Campuchia sẽ là một mối đe dọa rất lớn đối với Việt Nam. Bằng cách triển khai quân đội của mình tại đây, Trung Quốc có thể đe dọa Việt Nam ngay tại vịnh Thái Lan và dễ dàng thọc sâu vào khu vực biển phía nam của nước này. Và cũng với căn cứ quân sự này, Trung Quốc có thể dần thúc đẩy việc tiến tới kiểm soát các con đường vận tải biển chiến lược gần eo biển Malacca, đồng thời thúc đẩy gia tăng sự uy hiếp đối với các quốc gia tại Đông Nam Á. Đây là hình ảnh tướng Thích Bách, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia. Nhiều nhà nghiên cứu ngoại giao Việt Nam nhận định rằng Việt Nam gần như không có chiến lược gì để ứng phó trước các hành động Trung Quốc hóa như của Campuchia vừa rồi. Việt Nam chỉ có thể cố gắng níu kéo Campuchia thông qua các lời nói suông để ru ngủ các quan chức nước láng giềng Cộng sản này, trong lúc ông Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản thì mải mê đốt lò ở Hà Nội. Điều này cũng thể hiện sự lạc hậu trong học thuyết đối ngoại của Việt Nam. Thế nhưng các quan chức Việt Nam vẫn tự sướng cho chính sách ngoại giao cây tre của họ. Một chuyên gia ngoại giao lâu năm cho rằng nên gọi chính sách ngoại giao của Việt Nam là chính sách ngoại giao cây thèn thẹn, vì như vậy thì sẽ đúng hơn. Cây thèn thẹn hay còn gọi tiếng khác là cây mắc cỡ hay cây xấu hổ, cứ thấy có cái gì động vào thì lập tức co mình lại. Chính sách này mới đúng để diễn tả cho nền ngoại giao của Việt Nam luôn dị ứng trước các phản biện, với sự lạc hậu về chính sách đối ngoại sẽ khiến Việt Nam sẽ khó giữ được các quan hệ an ninh với các phiên dậu láng giềng. Những bất ổn bắt đầu dần dần tăng lên, đe dọa tới quốc gia này. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin "Quật Chu Ngọc Anh trước, quật đàn em ông Chu sau, ông Trọng đang đổi chiến thuật với ý đồ gì?" Vụ án công ty Việt Á kéo dài đã được nửa năm, hàng loạt quan chức CDC cấp tỉnh lần lượt được cho vào khám. Khi quật rất nhiều quan chức cấp thấp, ông Nguyễn Phú Trọng mới quật Chu Ngọc Anh và Nguyễn Thành Long sau. Đây là chiến thuật quen thuộc mà Nguyễn Phú Trọng vẫn hay dùng từ trước đến nay. Trước đây cũng vậy, ông Nguyễn Phú Trọng cho quật Trịnh Xuân Thanh trước, sau đó mới cho tóm Đinh La Thăng. Và gần như vụ án nào cũng vậy, ông Trọng thường khui từ cơ sở khui lên. Chiến thuật của ông Trọng lâu nay thường làm cho nhiều quan chức chạy trốn vì họ xem động tĩnh, và hiện nay đang có nhiều quan chức bị truy nã vì đã trốn thoát được ra nước ngoài. Tuy nhiên hiện nay không hiểu sao ông Nguyễn Phú Trọng lại cho đổi chiến thuật. Sau khi bắt ông Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh thì ông mới cho bắt các thuộc hạ của ông này. Đây là hình ảnh ông Chu Ngọc Anh, người có chức vụ cao nhất ở Hà Nội đã bị bắt vào tạm giam. Vào ngày 10 tháng 6, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án bắt khẩn cấp ông Trương Quang Việt, sinh năm 1973, giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội, CDC Hà Nội, liên quan đến việc mua sắm trang thiết bị y tế của công ty cổ phần công nghệ Việt Á. Ông Trương Quang Việt bị kết tội vi phạm quy định về hoạt động đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại CDC Hà Nội, đồng thời bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với ông Trương Quang Việt, sinh năm 1973, giám đốc CDC Hà Nội và kế toán trưởng CDC Hà Nội. Từ năm 2020, trong quá trình tổ chức đấu thầu mua sắm kit xét nghiệm COVID-19, các ông Trương Quang Việt và các thuộc hạ được giao thực hiện nhiệm vụ đã có hành vi móc nối, thông đồng với nhân viên thuộc công ty Việt Á để vay hàng, sử dụng trước rồi hợp thức hóa hồ sơ đấu thầu sau, hoặc đưa các thông số kỹ thuật tính năng sản phẩm của kit xét nghiệm COVID-19 do công ty Việt Á sản xuất vào hồ sơ mời thầu. Đây là hình ảnh thông tin ông Trương Quang Việt đã bị bắt tạm giam theo chân Chu Ngọc Anh. Sau khi được trúng thầu, công ty Việt Á đã chiết khấu lại phần trăm giá trị hàng hóa để cảm ơn các đơn vị. Điều này dẫn đến công ty Việt Á là đơn vị duy nhất dự thầu và được trúng thầu, gây thiệt hại cho ngân sách của nhà nước. Tại CDC Hà Nội, khoảng tháng 12 năm 2020, dịch bệnh bùng phát, kit xét nghiệm COVID-19 khan hiếm. Lợi dụng tình hình này, ông Trương Quang Việt đã thông đồng với Việt Á
đưa các tính năng kỹ thuật của sản phẩm và hồ sơ mời thầu để đảm bảo chỉ có công ty Việt Á cung ứng được sản phẩm đã vi phạm quy định của pháp luật về đảm bảo tính công bằng, minh bạch trong hoạt động đấu thầu, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước số tiền hơn 9 tỷ đồng. Sau khi được thanh toán gói tiền của hai gói thầu, công ty Việt Á đã chuyển lại cho kế toán trưởng của CDC Hà Nội số tiền ngoài hợp đồng hơn 1 tỷ đồng. Ngoài ra, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã xác định có hai bệnh viện liên quan đến việc mua sắm kit xét nghiệm của công ty Việt Á với thủ đoạn tương tự và khởi tố bị can đối với hai bị can đó là phó trưởng khoa dược và trưởng khoa xét nghiệm bệnh viện Đa khoa Hà Đông về tội vi phạm quy định về hoạt động đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại khoản 4 điều 222 của Bộ luật hình sự. Đây là hình ảnh ông Trương Quang Việt. Như vậy là sau khi ông Trung Ngọc Anh đã bị bắt vào tạm giam, những người dưới quyền ông vẫn tiếp tục nối đuôi nhau tiến vào trại giam. Có lẽ khi trùm cuối Trung Ngọc Anh và Nguyễn Thanh Long bị truy tố, ít ai ngờ được những quan chức hàng cơ sở lại bị vét tiếp tục đến như vậy. Và cũng không loại trừ ông Trung Ngọc Anh và Nguyễn Thanh Long chưa phải là trùm cuối cùng. Điều này có nghĩa là ông Trọng quyết tâm quét đi quét lại rất nhiều lần cho sạch. Đây là lời cảnh báo, việc trùm Nguyễn Thanh Long đã bị bắt tạm giam không có nghĩa là ông Trọng không moi thêm những cấp cao hơn. Ông đã quét lại và không biết chừng ông sẽ quét tiếp và lúc đó không biết những ai sẽ tiếp tục bị bắt tạm giam chung với Trung Ngọc Anh và Nguyễn Thanh Long. Còn đối với ông Vũ Đức Đam, người mà chịu trách nhiệm chính trong công tác chống dịch, hiện nay không ai an toàn cả. Thông điệp đã rõ ràng.